Oh, it's time to go. Who is it? Đang quay lên. Quay lên được trước ấy hả? No. Đâu đi ngắm gì? Ngắm vẹt không rồi? Sợ chưa? Đấy. Vẹt làm mỹ. Linh ơi, chậm thôi, từ từ thôi. Sướng chưa? Đâu rồi, đâu rồi? Đã điểu đâu? Đấy, hai chị em nay được đi thăm sở thú công viên Thủ Lệ. Đa điểu. Đa điểu châu Phi. Đa điểu châu Phi đấy. Đấy. Đa điểu đấy. Đấy. Mấy con nhỉ? 1 2 Đấy. 3 4 anh quế nghịch nhỉ. Quế nghịch. Đấy. Đấy, hôm nay các bạn đi thăm sở thú. Đấy, kinh không? Ui dồi, sợ nhỉ? To không? Mỏ ghê nhỉ? Con này nó mà bổ một cái thì không mà. Đấy.
Ăn rắn à? Ừ. Đâu? Rồi. Ăn rắn á? Con gì á? Mọi người dài. Ghê không? Nó con chim. Bò à? Tới. Đây á, xéo Nhật Bản, xéo Nhật Bản, hồng hoàng đấy. Đây là con đại vàng, đại vàng chim cắt cao, đại vàng đấy, sợ không? Đây là con đấy, đại vàng này mới ghê này. Sợ ừ. Chưa? Phi không? Chị nên gõ cái nó nhắm mắt rồi. Đấy, này. Con đấy đại vàng con. Cò, vịt rời. Cá sấu đấy này. Cá sấu đấy. Rùa. Rùa núi vàng, con rùa. Kìa rùa, kìa rùa, kìa. Đấy hai con rùa to kìa Linh ơi. Con rùa ở trong kia cơ mà. À, ok, 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 lớp trong này này. Rùa, 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 con rùa. Em thấy cụ nó đang chéo lên. Con rùa nhỏ kìa. Con rùa nhỏ kìa. Đây, nhiều rùa đang chéo kìa kìa. Đâu rồi? Cá sấu đâu? Cá sấu xiêm. Sai quá, mở nó. Ngỗng. Nào Trang cẩn thận cái lỗ bổ đấy Trang ạ. Úi dồi ôi, lắm đà điểu chưa? Mấy con? Đếm xem mấy con à? Hả? Có à? Đã đi ra đến chỗ ý đâu, đây là khu vực chim. Thế kia mà ba con. Đếm lại xem nào. Thế mà ba. Đấy đà điểu đấy. Đấy. Cổ nó nghén lên nó cao hơn cả cái bờ rào hả? Voi á. Voi đấy, để tí nữa đã, đi bình tĩnh. Đi đã hết gì đâu, phải đi một vòng nữa bình tĩnh xem nào. Đấy đà điểu. Bốn em đà điểu. Bốn em đà điểu đấy, sợ không? Con sóc.
trên cây kìa, trên cây ấy, thấy ở đấy. Đấy, chuột đấy, chuột lang này. Chuột lang. Con này mấy triệu một con, người ta toàn lấy mang con này về nuôi thôi. Chuột lang. Chuột này cho ăn cái gì cũng được, có sống đấy, người ta ở dưới. Con khóc ở trong tủ kìa. Đây đây đây. Thôi thôi thôi. Cái gì đây? Một cây cho nó ăn hả? Bán cái này để cho thỏ đấy chứ. Cho con lại á. Bao tiền một 10.000 à? Cứ lấy lên Linh lấy một mớ đấy. Một thôi, hai chị ăn chung thôi. Ăn này cho ăn đấy. Đấy, sợ không kìa. Đấy, hai chị em cho ăn xong, ui dồi ôi. Mặt nó này, ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Nó không cắn đâu, con này nó không ấy. Thò, đừng thò tay vào trong nhỉ chứ. Thò ở ngoài thôi nhỉ chứ. Thò ở ngoài thôi, thế rồi thì nó tự nó ăn đấy. Ui dồi rồi. Mèo con sừng này nào. Hai đứa đứng quay ra đây ba chụp ảnh chưa? Trang ơi, đứng quay ra đây chụp ảnh nào, nhìn đấy. 1 2 nhìn đây Trang, nhìn đấy, 1 2 3 nhìn vào đây mấy cái con này, 1 2 3 rồi, sợ không này? Ui dồi, cho ăn đi xong đi rồi ấy. Kinh không? To chưa? Đấy. Hình như con này con gì đây? Lai, lai. 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 Mười nghìn một túi ạ. Đấy. Đấy. Cho ăn đi, cho ăn đi. Cho ăn đi, cho ăn hết đi, xong rồi đi chỗ khác. Ôi giời, sợ không? Thì phải trình báo và phối hợp cùng công an phường Ngọc Khánh để xử lý. Liên hệ số điện thoại 8352553. Đấy. Tham quan các loài động vật, yêu cầu đứng ngoài hàng rào và hiểm ngăn cách chuồng, không ném gạch đá, chơi cọc, gây kích động chúng để xảy ra tai nạn. 3. Bảo vệ động vật, bồn hoa, cây cảnh và... Hiêu sao đây, không thấy à? Ui đấy. Hiêu sao. Đây, hiêu đây. Quên không cầm ít rau dây cho nó ăn nhỉ. Đấy. Nó đang muốn ăn. Muốn ăn nhưng quên rồi, lấy không cầm rau dây cho nó ăn rồi. Đâu? Kia kiếm. Đó, rồi rồi. Xin. Thôi thôi thôi, xin này. Nó đi ra đây này. Đấy 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 đấy. Đấy đấy. Ui giời. Đấy. Ui giời. Ấy, nó kêu đấy. Kêu không? Kêu a không? Đấy, nó thấy nó ra không? Nó tranh nhau ăn. Đấy. Đấy. Đang đi công viên thủ lệ. Khiếp, nó kêu kinh khủng. Con, đây này, rau đây này. Hiêu sao?
trên mở cho mình cho thêm. Đấy, đấy, đấy. Con ăn. Con ăn. Thôi, 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 đi ra xem voi. Đấy. Đó nhỉ. Lông mượt nhỉ, đẹp nhỉ. Hiếu con kìa. Mượt không? Thôi, 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 thôi. Thôi. Gặp tay đấy. Rồi tí gì ăn. Đây. Đấy, voi đấy, hai con voi. Hả? Ôi dồi ôi, đấy, đông không? Đông các bạn đi xem nhiều đấy, đấy. Kia rồi, hổ, hổ kia, hổ kia, hổ kia. Ôi dồi ôi. Xa quá. Ừ. Ừ rồi. Kia hổ kia, sang cái tính hổ không? Hổ đấy, hổ đây này, đấy đấy đấy, sợ không? Ôi dồi ôi. To không? Đấy, sợ không? To không? Sư tử. Úi dồi, kinh khủng này, sợ không? Ghê không? Sợ chứ, trông nó dữ không? Hai con hổ nhiều không? Khu này nắm hổ thế mà. Đấy. Đấy. Gầm đấy, sợ. Hai em ghê không? Đấy, hai ông hổ. Hai em hổ đấy. Úi dồi. Mệt chưa? Chốc đi ra kia vào nhà Hương nhá. Ôi, nó to tay kìa. Ôi trời. Ôi trời. Ba ơi, ba phải đi mua kẹo cho nó ăn. Kẹo cho nó ăn rồi. Đấy, ác không? Đấy. Đấy, đấy. Đấy, nó nhòm đấy. Đấy.
rồi, úi giời ơi. Đấy. To quá không ấy được. To quá. To quá không nhét vừa. Đấy, khôn phết nhỉ. Đấy, nèo. Trời ơi, nó thỏ tay nhưng mà đấy, khôn kinh không. Thỏ đấy, kinh nhỉ. À đấy, rồi. Thế mới ác kìa, nghĩ kìa. Nó nghĩ kinh không. Nó nghĩ đấy. Kinh nhỉ. Nó nghĩ xem vào chỗ nào kia, cẩn thận đấy nhá. Rồi. Đấy. Con buồn cười đấy. Không vừa là nó ăn nó sướng không? Tí chắc chắn có mấy con nó đi ra nó rằng bây giờ. Đấy. Ôi giời. Đấy. 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 Mòi nó mòi. Đấy. Tung lên cho nó. Tung mạnh vào. Ôi giời, phải lém mạnh lên. Cái này như nhẹ mà. Lém mạnh cao lên nó mới đỡ được. Đấy, ôi giời ơi. Không cầm lấy. Xuống lấy rồi. Đấy, ui giời, kinh khủng. Cứ nhọt nhọt. Đấy. Ấy. Ôi. Ôi giời. Mon ơi, Mon, sang bên này này, con đi ăn rồi. Ôi trời ơi. Ấy. Tung cái này vào. Đi. Nó cầm cái đầu tự ta. Đi. 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 Đi.
ấy đi. Bố rồi. Nào Trang ơi, chậm thôi đi cả chị Linh nhé. Đi sang bên này, đi sang bên này. Linh nhìn em nói Trang đi chậm thôi nhé Trang nhé. Em mà lạc là thôi đó. Khỉ. Con này đứng ra chó ma này. Con này quân. Con này nói gì hả? Con này chó ma hả? Con mẹ anh tay qua tàu đi. Khả năng trưng bày các loài động vật quý hiếm để phục vụ nhân dân và các nước ngoài đến tham quan, du lịch, vui chơi, giải trí, đồng thời góp phần nghiên cứu các loài động vật hoang dã. Vườn thú đang từng bước xây dựng và phát triển nhằm đảm bảo an toàn và quyền lợi của chính khách đến tham quan. Trang các quy định sau đây: một, các loại xe quý khách để ở ngoài để đúng vào nơi quy định để đảm bảo được. Mấy cái mỏ vầy sừng đây ra nhà kính này nha. Cho chị Linh dẫn đường không này. Ôi dồi ôi, nhà gương nhá. Chậm thôi, chậm thôi, chậm thôi, không
không biết lối ra đâu. Đâu rồi? Sợ không? Đâu rồi? Từ từ, ui dồi chết rồi. Không biết lối nào để đi nữa. Đợi chậm thôi để có xe này. Không còn lạc nữa. Đâu rồi? Ôi giời, nhà gương nhá. Nhà gương không có lối ra. Đâu rồi, từ từ thôi chứ là. Không biết cái lối nào cả. Ôi giời. Đâu? Ôi giời. Đâu? Từ từ để đứng ở bố chụp xem nào, cứ đứng và quay mặt vào. Quay mặt vào đấy. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Lộn ngược kìa. Lộn ngược đây. Không thấy đứng lộn ngược à? Sợ nhỉ? Đâu? Nhà gương, ôi giời, đấy, quay bốn xung quanh xem nào. Đấy, đừng vào nhà gương sướng chưa? Đứng, đứng đây đã, đứng cho mát đi đã. À. Đấy, vào nhà gương nhá. Đập vào gương đi nhá. Ôi dồi ôi, không biết nối ra nối nào nữa. Đâu rồi, đâu rồi? Lắm lắm người trên này thì biết chỗ nào để Trang nhìn. Trang đâu rồi? Lắm người, qua đây các em ơi. Trang ơi, Trang không đây. Ôi dồi ôi, đâu cũng thấy Linh cả Trang rồi, không biết chỗ nào để đi nữa. Sợ thật. Đâu rồi? Đâu rồi? Không biết chỗ nào là thật giá đây này. Đâu rồi? Chết rồi, nhiều đường lắm à. Cọc chưa? Đây xem nào, chết rồi, kéo lạc. Lạc, đâu rồi? Chết rồi, đâu dắt nhau đi, không lạc rồi, đâu rồi? Chết rồi, đâu rồi? Ôi trời. Chết rồi, lạc rồi. Chết rồi, vào chỗ này bị lạc rồi. Sợ không? Rồi, lạc rồi, lạc rồi. Đâu rồi? Đây rồi, Trang đâu? Đâu rồi? Ra chưa? Ôi dồi ôi, quá lắt léo. Đừng ra
Ôi dồi ôi. Ra chưa? Ôi dồi ôi, ra rồi. Rồi. Mua đồ này chưa? Con gì đây? Con gì đây? Đây gì? Ôi giời rắn. Hai cái này gì? Cái sở. Xong chưa? Rồi hỏi xem bao nhiêu tiền thế này. Rồi không mua thì để gửi giá các bác ấy. Đấy gì? Mua mỗi chị ăn một thứ này, mua chung này. Không có gì à? Muốn thích con rắn à? Thích con rắn à? Thôi thôi thôi, cầm cái thổi làm gì chứ, nó bận người. Đang xem rồi. Thế mà miu 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 đấy, ui giời đấy, miu 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 cái gì mua cái này á, mua cái đây á, mua cái này à, đấy em mèo đấy, em mèo trắng. Đấy xem đây đấy. Bao đồ chơi đây này. Về khóa đây nào không ấy được khóa vào. Tiền hết rồi này. Go.
Công rồi. Ơi bóng gì đấy ấy giờ ác nhỉ. Nè đấy em thích cái gì đây, chọn lên đi, chọn đi, chưa chọn được cái gì à? Đấy cứ xem đi, xem kỹ đi, nhiều đồ quá không biết chọn cái gì đây này. Xem này, cứ xem kỹ đi rồi chọn đấy. Ui dồi, sợ cọc dừng đâu em. Trang dơ một cái lên xem nào, từ từ đâu, ngoảnh mặt đây, ngoảnh mặt đây, ngoảnh mặt đây mà. 1, 2 như đấy, như đấy. Rồi, xe đổi dùng quá. Nào, để chụp ảnh. Quay đây chụp ảnh. Nào, nhìn vào đây. Nhìn vào đây. 1, 2, nhìn vào đây mà. Rồi, rồi. Nào. Ôi trời ơi. Nhiều đồ quá, nhiều đồ quá. Nhiều đồ quá. Đấy, kinh công. Sau một buổi sáng đi chơi tại công viên Thủ Lệ, thật là vui vẻ. Linh và Trang xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.